Rất là nhiều bạn học sinh lớp 11 khi học và giải bài tập liên quan đến chương 4 dòng điện không đổi thì cứ lây quay không thuộc công thức phải lật tới lật lui. Thì đây là video dành cho các bạn. Trong video này thầy sẽ tổng hợp tất cả các công thức của chương 4 dòng điện không đổi. Nhớ lưu lại để chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ sắp tới nha. Và nội dung đầu tiên mà chúng ta cần nắm về công thức đó chính là công thức tính cường độ dòng điện không đổi. Ta có cường độ dòng điện I bằng Q chia T. Hiển nhiên chúng ta cần biết các thành phần trong biểu thức này. Đầu tiên đó là cường độ dòng điện thì đơn vị là ampere, Q là điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng và điện lượng thì sẽ có đơn vị là coulomb. Hiển nhiên T là thời gian và đơn vị chuẩn của thời gian là giây. Nếu xét dòng điện trong kim loại thì đây chúng ta sẽ có Q bằng N nhân với E. N là số electron chuyển qua tiết diện thẳng trong khoảng thời gian T. Và ở đây E sẽ nhận giá trị là 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb. Các bạn có thể ghi trị từ đó tay cũng được. Và đây là công thức đầu tiên của chương. Tiếp theo chúng ta sẽ đến công thức thứ hai. Tiếp tục là cường độ dòng điện nữa nhưng mà được gọi là định luật ôm. Đối với đoạn mạch. Và đoạn mạch này chỉ có điện trở. Vậy định luật ôm này như thế nào? Chúng ta sẽ có tiếp tục I bằng U chia cho R. Tuy nhiên để làm được bài tập thì các bạn có thể chuyển vế và ở đây hiển nhiên U sẽ bằng I nhân với R. Và trong quá trình làm bài tập đó thì thầy thấy các bạn sử dụng I, U, R một cách tùy tiện nên thông thường thầy sẽ đặt vô đây. I gì thì bằng U gì, R gì. Những cái đại lượng này giống nhau. Nghĩa là tương đương thế này. R tương R1 đi thì chúng ta sẽ bằng U1 chia cho I1. I2 thì bằng U2 chia cho R2 thì như vậy chúng ta sẽ làm đúng các chữ kiện của đề bài hơn. Và thứ ba, khi nói tới biểu thức của định luật ôm chạy qua đoạn mạch chỉ có điện trở, chúng ta sẽ nói tới công thức tìm điện trở của một dây dẫn bằng kim loại. Vậy dẫn này có dạng hình trụ thì ở đây công thức sẽ có dạng là R bằng rho nhân L chia cho S. R là điện trở, đơn vị là ôm. Và ở đây rho là điện trở xuất. Và đơn vị của điện trở xuất là ôm nhân mét. Nhớ cho các bạn, ôm nhân mét. Tiếp theo, L là chiều dài của sợi dây. Và mình biết được chiều dài thì đơn vị chuẩn là mét. S là tiết diện của dây. Mình xét trong trường hợp này là dẫn hình trụ. Vì thông thường tiết diện trong đề bài sẽ cho. Còn nếu không cho S mà cho bán kính hoặc đường kính của dây thì chúng ta sẽ áp dụng công thức tính tiết diện S bằng B nhân R bình hoặc là B D bình phương chia cho 4. Lưu ý R ở đây là bán kính và D là đường kính của dây dẫn nha. Hiển nhiên chúng ta phải xài đơn vị chuẩn của tiết diện là mét vuông và R thì đơn vị là ôm đã được ở phía trên. Sau khi có ba công thức này rồi thì mình đi đến nội dung khá là quan trọng đó là ghép điện trở. Chúng ta đi vào phần thứ tư. Thì ghép điện trở sẽ có hai cách ghép cơ bản và khi học xong hai cách ghép thì chúng ta sẽ có cái ghép thứ ba đó là ghép hỗn hợp. Vậy thì hai cái ghép cơ bản đó là gì? Chúng ta chia bảng ra làm hai nhé. Cách ghép thứ nhất đó là ghép nội tiếp. Và hiển nhiên cách thứ hai đó là ghép song song. Vậy như thế nào là ghép nối tiếp? Ở đây chúng ta có điện trở thứ nhất R1, điện trở thứ hai R2 và điện trở thứ N RN. Ghép nối tiếp nghĩa là các điện trở này nối với nhau một cách liên tiếp và không phân nhánh. Lưu ý nha, các điện trở này ghép nối tiếp là nó không phân nhánh. Và như thế nào ghép song song? Ta có điện trở thứ nhất R1, điện trở thứ hai R2. Giả sử hai điện trở thôi ghép song song thì phải cùng điểm đầu và điểm cuối. Vậy nhắc lại các bạn để nhận diện được mặt thì chúng ta phải nhớ ghép nối tiếp nghĩa là đoạn mạch này không phân nhánh. Các điện trở này chỉ có một điểm chung và điểm chung này không rẽ nhánh.
Còn hai điểm trở hay là nhiều điểm trở ghép song song thì các điểm trở đó phải cùng điểm đầu và cùng điểm cuối. Ở đây chúng ta sẽ quan tâm đến ba thành phần. Thứ nhất là R tương đương khi ghép nối tiếp sẽ bằng R1 cộng R2, và chúng ta có bao nhiêu điểm trở ghép nối tiếp thì lấy các điểm trở thành phần cộng lại. Bên đây thì một phần R tương đương sẽ bằng một phần R1 cộng một phần R2. Nếu có bao nhiêu điện trở thì lập tức phải là một phần nha. Và hiển nhiên các bạn phải quy đồng và nghịch đảo để có điện trở tương đương. Nhưng nếu chỉ có hai điện trở như trên bảng thì chúng ta sẽ có được công thức nhanh hơn. Đó là R12 này sẽ bằng R1 nhân R2 chia R1 cộng R2 tích chia tổng. Nhưng lưu ý công thức này chỉ đúng cho hai điện trở ghép song song. Sau khi quan tâm tới yếu tố thứ nhất đó là điện trở thì chúng ta sẽ quan tâm thành phần thứ hai, đó là Y. Nối tiếp thì Y bằng, nghĩa là Y qua mạch chính sẽ bằng Y1 bằng Y2 và YN. Ở đây ghép song song thì song song thì chúng ta sẽ có đặc biệt là U bằng, nghĩa là bằng U1 bằng U2 bằng UN nếu chúng ta có N điện trở đang ghép song song. Và thành phần thứ ba đó là có R có Y thì phải có U, nghĩa là Y bằng thì U cộng, U sẽ bằng U1 cộng U2 cộng UN. Và ở đây U bằng thì suy ngược lại Y cộng, Y qua mạch chính sẽ bằng các Y ở các nhánh cộng lại với nhau bằng Y1 cộng với Y2. Nếu có nhiều nhánh thì các nhánh này lấy cường độ cộng lại sẽ ra cường độ qua mạch chính. Đến đây thì các bạn thấy nó có nhiều không? Cái này các bạn được học ở lớp 9 rồi nha. Rồi, sau khi chúng ta đã có được mối liên hệ giữa R, I, U trong mạch điện ghép nối tiếp và song song thì chúng ta sẽ đi đến các công thức có liên quan và thường sử dụng. Ở đây thì mình nói trước cái này nha. Đó là công thức tính nhiệt lượng. Hiển nhiên, nhiệt lượng tỏa ra trên cái điện trở thôi. Thì nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở thì quy công thức sẽ bằng R, I bình phương T. Và lưu ý tìm nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở 1 thì Q1 bằng R1 Y1 bình phương nhân với T. Nhớ nha, đừng có thế một cách lung tung nha. Và hiển nhiên chúng ta cũng có thể áp dụng định luật ôm qua bên đây để mở rộng công thức. Thì nó sẽ bằng UIT bằng U bình phương chia cho R nhân với T. Và nó cũng có thể bằng P nhân với T. Và đó chính là nhiệt lượng tỏa ra trên một cái vật dẫn, đó là điện trở đấy các bạn. Nhiệt lượng thì sẽ có đơn vị là joule hoặc những đơn vị khác không chuẩn, chúng ta sẽ đổi về joule khi giải bài tập nha. Và công thức thứ sáu chính là công thức tìm điện năng. Điện năng là phần năng lượng mà khi dòng điện chạy qua nó chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác. Và điện năng được ký hiệu bằng chữ A hoặc chữ W. A sẽ bằng U, Y, T. Và tương tự như vậy, nếu chúng ta chỉ xét mạch điện này chỉ có điện trở thì điện năng này sẽ chuyển hóa thành nhiệt. Vậy thì ở đây nó cũng sẽ bằng R Y bình T bằng U bình phương chia cho R nhân với T và cũng bằng T nhân với T. Và điện năng cũng có đơn vị là joule. Bên cạnh đơn vị là joule ra thì điện năng còn xài một đơn vị khác và cũng khá là thường dùng, đó là đơn vị kilowatt nhân giờ. Các bạn tìm cách đổi từ đơn vị kilowatt nhân giờ sang đơn vị joule nha. Sau khi chúng ta đã có được nhiệt lượng, có điện năng thì ở đây các bạn thấy ngay nè, chúng ta có xuất hiện một cái thành phần đó là chữ P. Vậy chữ P là gì? P là công suất. Vậy thì P này là công suất sẽ bằng nhiệt lượng tỏa ra trên một đơn vị thời gian, nghĩa là các bạn lấy Q chia lại cho T. Hoặc điện năng sinh ra trong một đơn vị thời gian, chúng ta sẽ lấy bằng A chia T. Và đơn vị của công suất là watt. Lưu ý hai công thức này các bạn thấy giống nhau bởi vì chúng ta chỉ xét mạch điện này chỉ có điện trở nha. Và cũng có thể các bạn sẽ áp dụng những kiến thức suy ra từ cái công thức này, và mình sẽ mở thêm một công thức nữa thôi, đó là công thức liên quan tới nguồn điện đấy các bạn. Thì nguồn điện ở đây chúng ta sẽ quan tâm tới xuất điện đầu. Vậy thì A của nguồn, công của nguồn là công của lực lạ làm dịch chuyển các điện tích ở bên trong của nguồn. Vậy thì A nguồn này bằng Q nhân với
suất điện động E. Đó, E này chính là E nguồn. Và ở đây thì mình coi như đã hết bảng rồi. Các bạn có thể xem thêm nội dung tiếp theo, đó là công thức tính E bộ và R nhỏ bộ trong 3 trường hợp. Đó là các nguồn điện này ghép nối tiếp nè, ghép song song nè, và ghép hỗn hợp đối xứng trên kênh Thành Tô Quốc nha. Bây giờ xin chào, bye bye.